tất cả các bạn. Hôm nay Bảo Tường rất là vui và mình là một người mời trong chương trình ngày hôm nay. Đó là kỷ niệm thành lập 1 năm công ty MoliWai. Bảo Tường rất là vinh dự bởi vì mình là được một khách mời trong chương trình thành lập ngày hôm nay. Các chúng ta xin được chúc mừng đến với 1 năm thành lập mỹ phẩm MoliWai. Mình xin chúc mừng 1 năm thành lập MoliWai. Thương hiệu MoliWai chính thức có mặt trên thị trường và cũng kể từ đó những người yêu cái đẹp lại có thêm một sự lựa chọn nữa cho mình. Và với đặc tính ưu việt của sản phẩm MoliWai, MoliWai đã trở thành cái tên được rất nhiều những người yêu thích công việc làm đẹp và mong muốn có thể làm đẹp cho bản thân mình cũng như là những người xung quanh lựa chọn và tin dùng. Đây thì nói sự hiện diện của ca sĩ Bam Cường. Thưa quý vị, trân trọng giới thiệu quý vị top 5 Hoa hậu Việt Nam Phan Thị Mơ. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện quý báu của Á hậu Biển Bảo Như. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị sự hiện diện của Á hậu siêu tài năng thế giới Lương Thái Trân. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của người mẫu Lâm Kỳ Nguyên. Trân trọng chào đón sự có mặt của diễn viên Nguyễn Quốc Trường Thịnh. Chị ăn bát và một tràng tay thật lớn được không ạ? Bằng Cường đến đây chẳng có gì để thôi, cho Bằng Cường gửi đến quý vị một bài hát đi, cho nó gọi là quà tặng cho nhau, một ca khúc dễ thương với tựa đề Lời Tỏ Tình Dễ Thương, mời quý vị cùng nghe. Cảm ơn tất cả các bạn dành cho MoliWai những tình cảm hết sức là tốt đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn ạ.